Cũng tại thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container khiến một người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ, xe máy mang biển kiểm soát 43G1-04371 do anh Đậu Tiến Mạnh sinh năm 1985 điều khiển đang lưu thông trên đường Thái Thanh Kiến đi về hướng trung tâm thành phố Đà Nẵng thì bất ngờ va chạm với xe container mang biển kiểm soát 43C-19057 do tài xế Lê Văn Hùng sinh năm 1971 điều khiển lưu thông cùng chiều. Cuộc va chạm đã khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe container và khiến anh Mạnh tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt giải quyết vụ việc. Được biết, trong thời gian gần đây tại Đà Nẵng, liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy gây chết người.